Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Nhà đẹp Apollo Việt, đơn vị thiết kế thi công trọn gói uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Trong video ngày hôm nay thì Hải Vân sẽ chia sẻ đến quý vị top 5 không gian phòng khách đẳng cấp sang trọng được yêu thích nhất năm 2023. Trước khi bắt đầu thì quý vị hãy nhanh tay nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ kênh Nhà đẹp Apollo Việt nhé. Một không gian nội thất của mẫu biệt thự phố Tân cổ điển sang trọng. Quý vị có thể thấy là toàn bộ nội thất phòng khách đều sử dụng gỗ gõ đỏ cao cấp, độ bền cao, đường vân sắc nét. Bộ bàn ghế đồng kỵ bằng gỗ gõ đỏ gồm có một bàn tấm lớn, 4 ghế đơn, 1 ghế dài, 2 ghế đôn và 2 bàn kẹp được chạm trổ tinh xảo cầu kỳ với những chi tiết rồng phượng, hoa mai giúp nâng tầm đẳng cấp cho căn phòng. Hệ thống trần thạch cao kết hợp phào PU được thiết kế giật cấp nhằm tạo chiều sâu cho căn phòng. Tại đây thì chúng tôi đã bố trí một chiếc đèn chùm lớn nhằm tôn lên vẻ đẹp tinh tế, thời thượng của nội thất Tân cổ điển. Ngoài giá trị trang trí cho không gian phòng khách thì đèn chùm còn có ý nghĩa về mặt phong thủy, giúp không gian phòng khách thêm vượng khí, tạo thêm sự hài hòa trong các mối quan hệ. Bên cạnh đèn chùm mang vẻ đẹp cổ kính thì kiến trúc sư của Apollo Việt đã bố trí hệ thống đèn hắt trần không chỉ có ở phòng khách mà ở tất cả các phòng khác, làm cho không gian sáng hơn và tạo cảm giác ấm cúng cho ngôi nhà. 2. Không gian nội thất cho căn biệt thự Tân cổ điển hoành tráng. Ngắm nhìn mẫu thiết kế nội thất đẹp của căn biệt thự phong cách Tân cổ điển thì quý vị có thể thấy là tổng thể nội thất mang đến cho chúng ta một sự sang trọng, hài hòa với kiến trúc ngoại thất căn nhà. Không gian căn nhà rộng rãi, thoáng mát, các kiến trúc sư đã bố trí công năng vô cùng khoa học, phong thủy. Từ sảnh chính của căn nhà bước vào đó là không gian đại sảnh, trong nhà rất là rộng với một vách ngăn bằng gỗ có tác dụng như một bức bình phong mang yếu tố phong thủy cho căn nhà. Điểm nổi bật của không gian phòng khách đó chính là bộ bàn ghế được làm bằng gỗ gõ đỏ vô cùng tinh xảo, được tạo tác với các họa tiết cầu kỳ, thể hiện sự bề thế, sang trọng cho căn biệt thự Tân cổ điển. Thưa quý vị, thiết kế trần nhà giật cấp với những đường hoa văn pháo chỉ thì được mạ vàng, sang trọng, góp phần thể hiện được phong cách Tân cổ điển cho căn nhà. Điểm nhấn của không gian phòng khách chính là thiết kế đèn chùm pha lê cỡ lớn, xếp tầng, mang lại ánh sáng dịu nhẹ, thoải mái cho những cuộc sum họp của các thành viên trong gia đình. 3. Thiết kế không gian phòng khách đẹp vô cùng mỹ lệ. Bước vào phòng khách thì chắc chắn là bất cứ quý vị nào cũng sẽ bị choáng ngợp bởi sự lộng lẫy xa hoa của không gian nội thất với chất liệu gỗ gõ đỏ cao cấp được dát vàng đầy xa hoa lộng lẫy. Đây được coi là bộ mặt của phòng khách, bộ bàn ghế sofa nổi bật với chất liệu gỗ gõ đỏ pa chi tự nhiên cao cấp giúp tôn lên vẻ đẹp kiêu sa sang trọng cho ngôi biệt thự. Các họa tiết hoa văn trên bộ bàn ghế gỗ thì đều được đục chạm thủ công vô cùng tỉ mỉ cầu kỳ, cho thấy được sự bề thế của không gian nội thất. Để tăng độ thẩm mỹ cho không gian thì kiến trúc sư đã sử dụng gạch lát sàn màu kem vân mây với họa tiết CNC nhẹ nhàng giúp cho không gian sáng bừng sức sống. Không chỉ thu hút ánh nhìn bởi những hoa văn họa tiết phong cách đầy quý tộc được chạm khắc tỉ mỉ trên trần và tường nhà, quý vị còn có thể thấy thêm được đó là sự biến hóa tài tình trong việc sử dụng ánh sáng trong không gian phòng khách. Ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn chùm luxury lộng lẫy, hệ thống đèn âm tường kết hợp cùng với ánh sáng tự nhiên được tận dụng vô cùng tuyệt đối từ các khung cửa sổ để tạo nên một không gian chan hòa ánh sáng. 4. Khám phá không gian phòng khách đẹp thanh lịch. Từ sảnh chính bước vào là hệ cửa gỗ gõ đỏ cao cấp, bên ngoài là lớp cửa gỗ nguyên khối hoành tráng cầu kỳ, bên trong là bộ cửa gỗ kính hoa đồng, vừa giúp cho ngôi nhà lấy sáng, vừa giúp trang trí cho không gian phòng khách. Ngoài cửa đại thì kiến trúc sư đã bố trí một cửa sổ lớn và hai cửa sổ nhỏ bằng nhôm kính, giúp cho phòng khách luôn sáng sủa, thông thoáng và mát mẻ. Phòng khách luxury được thiết kế với diện tích là 36,2m2 với tông màu be làm chủ đạo, nhấn nhá tông màu đỏ nâu của gỗ gõ đỏ pachi, điểm các họa tiết dát vàng sang trọng trẻ trung. Nổi bật giữa căn phòng đó là bộ bàn ghế màu be cùng tông màu với không gian, càng làm nổi bật thêm màu đỏ nâu của gỗ gõ đỏ với các đường nét hoa văn chạm trổ cầu kỳ, kênh bông sắc nét, vô cùng hoành tráng và thể hiện được sự chịu chi của gia chủ. Đối diện là kệ tivi được thiết kế nhẹ nhàng, phía sau là một bức tranh đá tự nhiên cùng với hệ gỗ ốp tường trang trí ấn tượng, đồng thời có ý nghĩa phong thủy, mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ. 5. Thiết kế không gian phòng khách sang trọng, đẳng cấp. Từ sảnh chính bước vào, đó là không gian phòng khách vô cùng hoành tráng, sang trọng. Với hệ cửa hai lớp, bên ngoài là cửa gỗ gõ đỏ tấm lớn hoành tráng, bên trong là cửa khung gỗ kính hoa đồng giúp tạo sự kết nối với không gian bên ngoài, đồng thời thì tránh bụi, tránh ồn mà ngôi nhà luôn sáng sủa.
chính giữa phòng khách là bộ ghế gỗ gõ đỏ bọc da sang trọng kết hợp với bàn trà mặt đá được chạm trổ cầu kỳ sắc nét kết hợp với chất da nhập khẩu Ý màu vàng hoàng gia mang lại sự quyền uy sang trọng cho không gian phòng khách. Đối diện bộ bàn ghế hoàng gia là kệ tivi được chạm trổ tỉ mỉ, hệ cột ốp tường vuông tròn kết hợp bao quanh kệ tivi. Phòng khách bố trí hai bức tranh đá xuyên sáng tạo nên điểm nhấn thu hút đắt giá cho phòng khách, hơn thế còn khẳng định được vị thế của gia chủ. Trần nhà sử dụng trần thạch cao kết hợp với các đường phào PU, hoa văn nhẹ nhàng giật các phân tầng, kết hợp một đèn chùm pha lê thanh nhã đã tạo nên góc nhìn đa chiều và góp thêm vào sự sang trọng cho phòng khách. Thưa quý vị, cả năm mẫu phòng khách gỗ gõ đỏ Pachi phong cách tân cổ điển vô cùng đẹp và sang trọng. Hy vọng rằng video ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị có thêm nhiều ý tưởng cho mẫu nhà của gia đình mình. Nếu quý vị mong muốn sở hữu cho mình một mẫu không gian sống đẳng cấp như vậy thì hãy liên hệ ngay theo số hotline 0962 368 892 hoặc 0334 511135 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Cuối cùng thì Apollo Việt xin chào và chúc quý vị sức khỏe. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.